Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Maria Hiền, con đang ở Đồng Nai. Con được rất là nhiều ơn Chúa. Cái bé mà vừa ngồi ở đây đây là ngày trước bé sinh 1 ký 3, nay bé được khỏe như vậy. Còn bé thứ hai này con thì cái chân của bé nó bị khèo hẳn bên trong, đến là nhờ ơn Chúa nay nắn ra cũng được gần như là bằng rồi ạ. Nhưng mà xin Chúa rồi xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là cái chân của bé nó được nhanh bình phục hơn, tại vì cái gót chân ạ nó hay bị tụt cho nên là nó chưa có đều được cả hai bên. Xin cho được nhanh khỏe để khỏi phải phẫu thuật. Thật tạ ơn Chúa. Đây bé. Đây còn đứa bé này. Bé đây là được 2 tháng đấy ạ, cái chân đây ạ. Dạ. Đưa lên cho mọi người, thưa cho em đây là đứa bé 2 tháng. Dưới cao lên, dưới cao lên, dưới cao lên. Hallelujah. Rồi làm sao con biết đến lòng thương xót Chúa và con đến đây cần cầu nguyện con được ơn? Là cái bé đầu tiên của con á, là khi mà siêu âm cũng biết là bé bị dị tật, là đi tất cả các nơi đều nói là bỏ. Rồi đến có một cha nói là giờ chỉ tin cậy vào Chúa. Rồi để bé khi mà sinh bé ra, mặc dù bé sống được 1 phút hay 1 giây cũng là trọn cái kiếp người. Thế là con cũng để bé sinh được đến 7 tháng. Thì sinh rồi Chúa thấy cái gánh nặng của con nặng quá, sao Chúa cất cho con. Chúa cất bé về thì mọi việc cũng bình an. Rồi đến bé thứ hai thì con sinh có ký 3, thấy bé nó yếu lắm. Rồi mẹ con thì suốt ngày nói là mày phải chịu khó, mày đọc kinh lòng thương xót rồi đi cha. Như bé này cũng mẹ bảo là mày cố gắng mà lên đấy rồi xin cha đặt tay cho rồi cầu nguyện. Chứ trước con cũng lười lắm. Dạ. Cũng 3 đứa. Mẹ con đó. Cũng 3 đứa phải không? Cái anh kia 3 đứa. Cũng Goliath không tin. Đây cũng 3 đứa, cũng Goliath cũng lười lắm. Cho ta thấy ông lòng thương xót của Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, vẫn cứ đợi chờ và tạo những điều kiện tốt nhất để cho những người làm cha, những người làm mẹ quay trở về với lòng thương xót Chúa. Một người cha có 3 đứa con được ơn, một người mẹ cũng 3 đứa con được ơn. Mà con với anh đó có biết gì nhau không? Không ạ. Nay đến đây mới nhìn thấy anh ấy. Cho thấy Chúa làm những điều lạ lùng. Hallelujah. Cho tặng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đưa về để con nghe. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời.